là một trong những cái đập chủ công trong thành phần thi đấu của Thông tin Liên Việt Postbank. Cô có những cú đập trực diện và những cú đập lao là khá tốt. Học Diễm, chúng ta xác định bóng đá chạm xuống sàn sân. Cú dứt điểm của Ngọc Diễm là rất mạnh. Ngọc Diễm là một trong những cây đập trước đây thi đấu cho Vĩnh Long, sau đó thì cô đã từng thi đấu dưới màu áo của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, và giờ đây thì đầu quân cho VTV Bình Điền Long An. Cô thi đấu tại vẫn chưa dứt điểm. Đỗ Thị Minh vào một lót khá tốt của Kim Liên. Ngọc Diễm, cuối cùng Ngọc Diễm là người thực hiện một cú dứt điểm, một pha răng co nhau hay nhất từ đầu trận đấu cho tới thời điểm này. Và lần này thì Ngọc Diễm đã thành công trong một pha đánh chéo góc. Trong pha vừa rồi, Hồng Đào được phân phối bóng, chúng tôi cho rằng là hợp lý, giữa Hồng Đào và Tuyết, phối hợp với Tuyết Hoa và Bích Trâm thì Ngọc Diễm. Cuối cùng Hồng Đào đã chọn Ngọc Diễm là cây đập. Rất tốt, và đập bóng ấn tượng của Ngọc Diễm. Và giờ đây thì chúng tôi đã nhận thấy cái đập chủ công Anasani đã được tung vào sân. Chúng ta đã biết đến Anasani.